Xin kính chào quý vị, Hải Cơ Minh đang có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trực tiếp cảnh đón bà con Việt Kiều, du khách quốc tế, những người đi công tác đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất chiều ngày 14 tháng 12 2017 như thế nào quý vị nha. Đó, và trời Sài Gòn đang chuyển mưa quý vị, mưa lâm râm, mưa buồn quý vị ha. Và bên kia là xe bus số 109 là đi vào trung tâm Sài Gòn. Còn đây là bến 152 màu xanh thì cũng đi vào trung tâm Sài Gòn. Đó, còn nếu mình đi taxi xe riêng thì ok. Rồi, mời gì theo Hải Cơ Minh xem không khí bà con về Sài Gòn, về Việt Nam ăn lễ Giáng sinh như thế nào nha. Đó, đây là những đoàn khách vừa xuống, đây tiếp viên của hãng Vietjet Air này. Đó, bây giờ chuyến bay xuống đông đó vậy. Này, chuyến bay từ Mã Lai về, cái đồng phục đạo hội đó. Rồi, khi xuống phi trường thì quý vị có thể thuê xe gắn máy, hoặc là thuê xe hơi, hoặc là mua sim 3G, 4G ở đây nè. Đó, đây có cái chuyến đến rồi. Bây giờ là 3:15, chuyến đến từ Siem Reap nè, Phnom Penh, Yangon, Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok, Sydney, Melbourne. Ồ, đầy đủ gì ha. Đó, đây là đó, cho thuê xe nè, cái số điện thoại gì ha, bán sim 3G, 4G để gì liên lạc với người thân thoải mái luôn. Phi công gì đẹp trai ha. Ok, rồi cái gì đi tiếp nha, xem bà con đi đón người thân về. Còn ai đi mua tour thì có tour guide đón gì. Đó, người ta cầm bảng đó. Đây, chồng nó vô. Đó, gặp nhau ôm hôn. À, rồi mua bông tặng người yêu. À, như thấy xuống quá trời luôn. Nhìn mấy cô phục vụ trong sân bay này, đồng phục. Đó, đông cái gì ha. Ok, đi tiếp. Rồi, khi mình đi đón đó thì mình nhìn cái chuyến đến này để mình canh hay gì.
À. Đây, đứng đây là chờ người thân ra ngay cổng này nè. À, phi công ra trước. À, nhà khách đi ra đây. Bên trong có thấy trang trí Noel. À, đẹp không? Đây là phòng đi ra ngoài hải quan đó. Đó, cảnh bà con ngóng chờ gì. Có nhiều chuyến bay bị delay á. Chờ đã luôn. Có bà con ở dưới quê lên phải thuê xe đi một chặng đường dài đến đây chờ. Cảm giác bùi ngùi lắm gì, như gặp người thân sau mấy năm xa cách hẹn hò đó. Đây là những giây phút thiêng liêng nhất, kỷ niệm không bao giờ quên, gặp lại người thân. À, và thấy được Sài Gòn. À, và bên ngoài bãi đậu xe trồng rất nhiều cây cao, nó thể hiện cho miền nhiệt đới đó. À, khu Bắc Kinh bên ngoài. À, toàn cảnh bên ngoài cái gì ha. Đó, cái này là xe bus của tour đi đến đón du khách cái gì để đi tham quan Sài Gòn. Đó, toàn cảnh không gian sảnh đón phi trường quốc tế Sân Chân Nhất. 3 giờ 21 phút chiều ngày 14 tháng 12 năm 2017. Rồi, bởi vì theo hãy cho mình lên lầu xem như thế nào nha. Đó, ở đây có bán gà rán, có bán cà phê, có thể ngồi chờ uống ly cà phê, ăn đỡ đói đó. Rồi, mình lên lầu 1, khu vực đón tiếp khách. Đây, đi cầu thang cuốn rồi. Đó, đứng trên lầu 1 nhìn xuống là gì? À, thấy quá trời đông. À. Rồi, nếu dưới đây chờ thấy nôn nóng á thì đi lên trên tầng 1 này để nhìn xuống thấy cái chỗ lấy hành lý vậy. À, đây này trang trí Noel đẹp đó nè, khu vực nhà hàng ở trên lầu 1 nè. Đó. Đó, đây là khu vực nhìn thấy người thân vừa đáp xuống sau khi đóng dấu xuất nhập cảnh này vậy. Nhập cảnh xong là đi cầu thang cuốn này đi xuống nè. Và mình trên, nhìn trên cái bảng điện tử mình biết được chuyến bay của mình á. Cái bell, cái cầu thang cuốn số mấy để lấy hành lý nè. Đó, này mới vừa nhập cảnh vô nè vậy. À. Vietjet flight 859. À, đây là lấy hành lý chạy ra nè. Thì người thân có thể nhìn nhận dạng được. À, quá trời quà luôn. Rồi, và đây có cửa hàng miễn thuế vậy, giảm tới 30%. À, bánh rượu.
sô-cô-la, vân vân. Đó, và đi xuống dưới này, xuyên ở dưới tầng mặt đất là chỗ kiểm tra hải quan. Có gì mình khai báo không? Thật điền cái phơm màu đỏ. Còn không thì mình đưa cái phơm màu xanh đi qua luôn. Đó, toàn cảnh lấy hành lý khi đáp xuống phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất này. À, một chục cái lem rồi để ngồi thư giãn uống cà phê. Rồi vậy là nhìn thấy người thân xong rồi chạy ra cổng đón đưa về, bắt đầu là lên xe chở về khách sạn rồi chở về nhà ở dưới quê hay gì, coi như bắt đầu cuộc hành trình về thăm quê hương 2-3 tuần tháng trước khi trở lại. Rồi bây giờ là 3:25, đây là chuyến đến này Fukuoka, Kuala Lumpur, Nagoya, Narita, Seoul, Incheon, Singapore. Chiều nay đến nhiều vậy ha. Hãng Anna, Vietjet, Vietnam Airlines, Garuda. Ok. Rồi, nhân dịp Giáng sinh, chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành. Merry Christmas and Happy New Year quý vị. Thank you. Goodbye. See you again.